Ma túy truyền thống thường gồm heroin, thuốc phiện, khiến người sử dụng thường xuyên có biểu hiện nghiện rõ ràng như mệt mỏi, bệ rạp, suy giảm về thể trạng, trí óc. Những năm gần đây, nhiều người trẻ có xu hướng chuyển sang dùng ma túy tổng hợp, chủ yếu là ma túy đá, thuốc lắc, bóng cười và cỏ Mỹ. Trong khi sử dụng heroin, con nghiện rơi vào trạng thái phê và thường tìm nơi yên tĩnh để hưởng thụ, thì người sử dụng ma túy tổng hợp thường bị kích thích mạnh và muốn tìm nơi náo nhiệt, vui nhộn, ảo giác mạnh, đánh lừa bản thân, khiến người chơi không cảm nhận chính xác về không gian, thời gian, dẫn tới việc cơ thể vượt qua giới hạn bản thân, thực hiện những hành động nguy hiểm mà không hề biết sợ hãi, mệt mỏi. Ma túy tổng hợp có tác hại nghiêm trọng tới thần kinh, não bộ của người sử dụng, dẫn tới các bệnh giảm trí nhớ, tiếp thu và phản xạ thông tin chậm. Người nghiện thường xuyên sử dụng rất dễ dẫn tới các bệnh về tâm thần. Nhiều trường hợp đã ngưng sử dụng sau vài tháng hoặc vài năm mới phát bệnh. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay ma túy đã được xem như một hiểm họa đối với toàn xã hội bởi những hậu quả và tác động nặng nề mà nó gây ra cho cá nhân người nghiện, gia đình và cả cộng đồng. Nếu như cai nghiện cho người nghiện ma túy truyền thống đã khó, thì với người sử dụng các loại ma túy mới còn nan giải hơn nhiều. Vì quá trình này phải gắn liền với việc điều trị chứng rối loạn tâm thần rất phức tạp. Vậy loạn thần do sử dụng ma túy là gì? Nó có những biểu hiện cụ thể ra sao? Bác sĩ Vũ Minh Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh sẽ giải đáp trong chương trình Chuyện cùng bác sĩ ngày hôm nay. Đối với quý vị khán giả, xin lưu ý là quý vị có thể đặt câu hỏi tư vấn bằng cách truy cập fanpage Sức khỏe Quảng Ninh hoặc địa chỉ email chuyencungbacsi.qmg@gmail.com. Vâng, thưa bác sĩ, qua theo dõi clip vừa rồi thì chúng ta có thể phần nào hình dung mối liên hệ giữa ma túy tổng hợp và chứng rối loạn tâm thần. Vậy bác sĩ có thể giải thích rõ hơn loạn thần do sử dụng ma túy là như nào? Khi sử dụng, các loại ma túy tổng hợp sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương và gây ra những cái biến đổi các cái sinh hóa ở trong não, làm cho những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái hành vi của bệnh nhân nó bị rối loạn và gây ra những cái triệu chứng rối loạn tâm thần. Đặc biệt là khi mà sử dụng cùng với lại rượu bia thì ma túy tổng hợp nó làm gia tăng các cái rối loạn tâm thần, và thường gặp hiện nay đó là các cái rối loạn loạn thần hoặc là rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ do các loại ma túy tổng hợp nó gây nên. Vâng, có phải tất cả những người sử dụng ma túy tổng hợp đều bị rối loạn tâm thần phải không ạ? Tùy theo cái thể trạng của từng cá nhân, rồi cái liều lượng và cái mức độ cũng như là cái thời gian sử dụng, mà ma túy tổng hợp có thể gây ra những cái biểu hiện rối loạn tâm thần từ nhẹ đến vừa đến nặng ở những mỗi đối tượng. Nhẹ thì có thể là gây ra những cái sảng khoái, những cái hưng phấn nhất thời, đến giai đoạn có thể là gây ra những cái rối loạn trầm cảm hoặc là rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ, và nặng hơn nữa là những cái rối loạn tâm thần. Thậm chí chúng ta thấy rằng là rất nhiều những cái trường hợp sử dụng ngay từ lần đầu tiên có thể dẫn đến tử vong. Đấy là những trường hợp do ngộ độc cấp của ma túy tổng hợp. Vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ, không chỉ có một mà có nhiều dạng loạn thần do sử dụng ma túy. Vậy bác sĩ có thể cho biết thêm là loạn thần do ma túy sẽ có những biểu hiện và những triệu chứng như thế nào? Biểu hiện của loạn thần do ma túy tổng hợp thì nó rất đa dạng, phong phú, và nó tùy theo từng cá thể mà có thể những cái biểu hiện nó khác nhau. Đó là những cái biểu hiện về hưng phấn, khoái cảm, cho rằng là mình tài giỏi, có nhiều là tiền bạc, rồi có những cái hoang tưởng bị hại, cho rằng là có một cái nhóm đối tượng nào đó, có một người nào đó đang truy hại bệnh nhân. Rồi bệnh nhân nhìn thấy trước mặt mình là những cái cảnh tượng nó rất là hãi hùng, nhìn thấy những cái con vật hung dữ tấn công mình. Rồi bệnh nhân lại nghe thấy những cái tiếng nói ở trong đầu là xui khiến bệnh nhân, hoặc là chê bai, chửi rủa bệnh nhân, làm cho bệnh nhân là thấy rằng là rất là lo sợ, hoang mang, phải né tránh, rồi là có những hành vi có thể để chống đối lại những cái hiện tượng hoặc là những cái sự vật mà gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ. Và để hình dung rõ hơn về những biểu hiện của người bị loạn thần do sử dụng ma túy, mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của một bệnh nhân qua những hình ảnh sau. Mới hơn 20 tuổi, Hoàng Đình Tê ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đã bị bạn bè rủ dê lôi kéo sử dụng ma túy đá, cần sa và cần sa tổng hợp. Các chất gây nghiện nguy hại này đã khiến cho hệ thần kinh bị nhiễm độc, gây ra tình trạng hoang tưởng,
đến mức khiến cậu không ăn, không ngủ được, tinh thần bất ổn. Theo lời bệnh nhân, trước khi nhập viện, cậu thường xuyên nghe thấy tiếng ai đó vang lên trong đầu, đe dọa sẽ đuổi bắt mình. Giọng nói đó ngày càng xuất hiện nhiều hơn, thôi thúc bệnh nhân thực hiện nhiều hành vi hết sức nguy hiểm như đập phá đồ đạc, tài sản trong gia đình, tấn công người thân và đỉnh điểm là dùng dao cứa cổ tự sát. Không còn cách nào khác, gia đình đã phải đưa T vào Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần tỉnh Quảng Ninh để điều trị. Kết quả chuẩn đoán cho thấy cậu đã bị loạn thần do sử dụng ma túy. Trước đây tôi có sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp đấy. Người cảm thấy nó mệt, như là một thứ lực nào đó, nó đẩy mình vào con đường tội lỗi, điều khiển tôi, hành động tự sát. Vâng, đó là một câu chuyện về một nam thanh niên còn rất trẻ nhưng đã vướng vào ma túy và có những hành vi tự sát cực kỳ nguy hiểm. Đến đây tôi xin được hỏi bác sĩ là tại sao sử dụng ma túy tổng hợp lại khiến cho người bệnh bị ảo giác hay ảo thanh như vậy ạ? Vâng, khi sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá, thì não bộ của chúng ta sẽ bị kích thích và gây ra những cái rối loạn các cái chất dẫn truyền thần kinh trong não và gây ra những cái hoang tưởng, những cái ảo giác. Và từ cái hoang tưởng ảo giác này, nó sẽ gây ra những cái rối loạn về cảm xúc và hành vi, và thường là có những cái hành vi nguy hiểm cho bản thân, đặc biệt là gây ra cái hiện tượng là tự sát, bởi vì họ muốn là giải thoát bản thân mình. Một trường hợp nữa đó là những cái trường hợp mà xuất hiện những cái ảo giác xui khiến hoặc là ra lệnh cho bệnh nhân, dẫn đến những cái hành vi có nguy hiểm cho những người xung quanh, thậm chí là bệnh nhân có thể là tấn công hoặc là đe dọa hoặc là giết những người xung quanh. Vậy bác sĩ có thể cho biết trong các loại ma túy tổng hợp thì ma túy đá có phải là loại nguy hiểm nhất đối với sức khỏe của con người không ạ? Vâng, cùng các cái loại ma túy khác như là ketamine hoặc cỏ Mỹ thì ma túy đá là một trong những loại ma túy nguy hiểm nhất hiện nay, bởi vì khi mà sử dụng vào thì nó sẽ tác động vào cái bộ não của chúng ta và gây ra rối loạn các cái chất dẫn truyền thần kinh. Khi đó thì bộ não của chúng ta không tự sản sinh ra các cái chất dẫn truyền thần kinh này mà bắt buộc là phải dùng lại các cái loại ma túy để đảm bảo những cái chất dẫn truyền thần kinh đó nó được sản sinh ở trong não, sẽ gây ra các cái trạng thái loạn thần. Vâng, như vậy rõ ràng là những người bị loạn thần do sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy đá, nếu không được điều trị kịp thời thì sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đúng không ạ? Khi mà sử dụng ma túy tổng hợp vào, nó gây ra trạng thái loạn thần, biểu hiện bằng những cái bệnh nhân có thể kích động, tấn công những người xung quanh, đập phá đồ đạc, rồi thậm chí là có thể là gây nguy hại cho bản thân mình và những người xung quanh. Như vậy thì chúng ta phải đưa người bệnh kịp thời vào các cái cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần để chúng ta có thể điều trị ngay cho những cái trường hợp này, bằng cách là tư vấn, giải độc và điều trị các cái triệu chứng loạn thần. Khi đó chúng ta sẽ làm cho người bệnh được ổn định bệnh và giảm bớt những cái nguy hiểm cho bản thân họ và những người xung quanh. Bên cạnh đó thì có rất nhiều những cái trường hợp ngay từ lần sử dụng đầu tiên dẫn đến cái trường hợp ngộ độc, tim đập nhanh, tăng huyết áp, gây ra nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, co giật, hôn mê và gây ra tử vong cho người bệnh nếu như mà không được kịp thời cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, trong mục góc chuyên gia ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của khán giả gửi về chương trình, mong bác sĩ giải đáp xung quanh chứng rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy. Vâng, thưa bác sĩ, khán giả Trần Văn Phi ở xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả có câu hỏi: hiện tượng ngáo đá có phải một dạng bệnh tâm thần không? Mong bác sĩ giải đáp thắc mắc này. Ngáo đá là một dạng rối loạn tâm thần nặng ở những cái bệnh nhân sử dụng ma túy tổng hợp. Và khi mà có cái biểu hiện ngáo đá, đó là bệnh nhân có những cái hoang tưởng, có những cái ảo giác, thậm chí là có những cái hành vi nguy hại cho bản thân mình, như bệnh nhân trèo lên cao, có thể bay mình xuống dưới đất, dẫn đến những cái trường hợp chấn thương hoặc là tử vong, rồi bệnh nhân có thể là tấn công những người xung quanh. Do vậy chúng ta phải kịp thời đưa người bệnh đến các cái cơ sở chuyên khoa tâm thần để khám và điều trị. Vâng, câu hỏi thứ hai đến từ khán giả Lê Thế Đại ở thành phố Uông Bí. Tại Quảng Ninh có thể đến đâu để điều trị cho người bị loạn thần do ma túy, thưa bác sĩ?
Hiện nay thì tại Quảng Ninh, Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần là cái cơ sở y tế chuyên tiếp nhận và điều trị cho các cái bệnh nhân có rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy tổng hợp. Trong 10 năm gần đây thì chúng tôi đã tiếp nhận khoảng hơn 3.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị do các cái rối loạn tâm thần sử dụng ma túy tổng hợp gây nên. Thưa quý vị và các bạn, qua phần trò chuyện với bác sĩ Vũ Minh Hạnh ngày hôm nay, chúng ta đã biết được ma túy tổng hợp có thể tàn phá cơ thể và chi giác của con người như thế nào. Trong thực tế cũng đã xuất hiện không ít trường hợp bệnh nhân bị loạn thần do sử dụng ma túy có những hành vi gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cả những người xung quanh. Ở số sau của chương trình, bác sĩ Hạnh sẽ tiếp tục đồng hành giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về các phương pháp chẩn đoán và điều trị căn bệnh này. Tới đây, chương trình Chuyện cùng bác sĩ kỳ này xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hạnh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.